đám cưới cũng được, 6 người còn lại đều nhất định phải làm phù dâu. Tôi muốn làm phù dâu đầu tiên. Tiếc là ước mong này của cô Khí không tài nào hoàn thành. Chuyện gì vậy? Hay là chị làm đẹp giùm Thi Khiết đi. Thi Khiết, tụi em còn làm luôn đầm phù dâu cho cổ nữa. Nghe nói búp bê cũng linh thiêng lắm, có phải thật không? Trời ơi, sao ướt vậy, nhiều nước quá.